Bay thì chúng mình sẽ đi đâu? Tập sởi chua. Sáng nay thì Linh đã đi chụp hình nên là chúng mình đi bảo tàng. Đây là bảo tàng gì hả chị? Bảo tàng Taipei Fine Art Museum. Lần nào mình đi bảo tàng thì mình cũng ngủ, nhưng mà hy vọng lần này sẽ không ngủ để Chi dẫn đi xem như nào, bởi vì Chi là con người của Art mà. Và mình đang ở Fine Art Museum. Cả nhà ơi, trên tay mình đang là vé để vào Fine Art Museum của Taipei. Thật sự là quá rẻ, mọi người biết bao nhiêu không? 30 đài tệ tương đương khoảng 25.000 Việt Nam đồng. Và được vào đây được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Bây giờ mình đi đây. Mình đang bước trên một tấm gương, ở trên đó có một cái cây. Đây là một thế giới upside down rất là hay. Thật sự là mỗi lần đi bảo tàng là mình sẽ tìm được một concept mới, một ý tưởng mới. 3,000 miles from home, trying to say that I will get there soon. 30 days I walk down this way, singing my madness to the moon. Đến trễ. Hôm nay chúng mình đi đâu ăn? Nhớ không? Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ được ăn đi Đại Phung. Vậy là những món phải ăn khi đến Đài Loan là đã được ăn hết rồi. Người ta bảo là có hồ lượng như là châu tốt trong nhà, mình đi đâu cũng đặt bàn đúng không? Đúng. Quá tiền cho những người nhút nhát như chúng ta. Và sẽ luôn luôn tranh cãi để giành quyền lợi cho mình được nhiều nhất. Yay! Đây là mì gà hầm này. Đây là súp trứng chua cay. Mình không biết tên tiếng Hán nó là gì. Các loại rau xào cực ngon luôn rồi. Bên này có cơm rang rất là thơm. Nhìn này không ngon không? Nếu mà Ngọc đi này phun lần nữa, có xà và xếp hàng để ăn tiếp không? Có chứ, xếp hàng tầm 30 phút thôi, rất là nhanh. Tại vì 101 các bạn. Đinh Đại Phung mà không ăn thì còn ăn gì nữa. Nhiều người thì nghĩ rằng Đinh Đại Phung đang càng ngày càng trở nên bị commercial, nghĩa là bị ai cũng đến, khách du lịch cũng đến. Nhưng với mình thì mình thấy là chất lượng vẫn rất đảm bảo và vẫn là một địa chỉ mà các bạn bắt buộc phải đến. Nếu mà các bạn đến Singapore, đến Hồng Kông hay là đến Đài Loan thì chắc chắn phải thử Đinh Đại Phung, để không thử không được luôn á. Ép
Apple Store ở Taipei 101 được mệnh danh là nơi tuyệt vời nhất để selfie, mọi người thể nhìn thấy. Trời ơi, ánh sáng vào đây siêu đẹp. Đẹp nhờ. Ôi. Ừ đấy, bây giờ Linh chỉ cần có bộ đồ nghề đây sẽ hướng dẫn các bạn make up layout ngày hôm nay. Bây giờ là mai phải lên đường về nước, rời khỏi nhà chung ngay lập tức. Và thí sinh Khánh Linh nó phải thu xếp đồ. Nghĩ là đi thôi, ngừng quay phim và xếp đồ đi. Đừng có giả vờ quay phim để trốn nhiệm vụ xếp đồ nữa. Ơ? Còn đây là đồ của mình. Uống ba la sẽ biến về gọn gàng hết bây giờ đây. Vậy đã là sáng ngày cuối cùng rồi. Mình đang ở đâu? Mình đang ở Taipei Main Station. Tòa nhà văn phòng chính phủ rất cũ kỹ. Linh đang làm gì đấy? Ngày cuối cùng ở Taipei thì chúng mình sẽ đi đâu? Mình đi tắm suối nước nóng ở Bê Tư. Làm gì có đồ bơi mà tắm? Tắm cởi chuông. Thành phố rất là chậm chạp và rất là nhiều người lớn tuổi. Và hiện tại thì mặc dù không ăn được bánh bao nướng ở Chili Market nhưng mà mình đã mua được bánh bao nướng ở đây. Đây là bánh bao nướng à? Đồ rất ngon. À, mua thêm đi. How is it? Mr. Medusa. Ngon. Ngon đúng không? Mọi người ơi, xe điện ở Đài Loan ấy là họ sẽ có những cái chỗ này để sạc pin, và khi mà họ hết pin thì họ chỉ cần đổi pin ở đây thôi. Rất là tiện, rất là văn minh. Đây là ngày cuối cùng chúng mình dành thời gian là cả buổi chiều ở Bay 2, là khu suối nước nóng của Taipei, và không làm gì cả, ngồi đây chỉ sửa hình và ngồi thư giãn thôi, nhìn cảnh rất là đẹp. Chúng mình đang đi đến cái hồ nước nóng lớn nhất ở Bay 2. Wow, và trước mặt mình đang rất nhiều khói cả nhà. Đây chính là suối nước nóng Bay 2. Khói nghi ngút. Chị, chúng mình đang đi đâu? Đi tắm nút. Tắm nút là tắm gì? Tắm cởi chuồng. Chúng mình đang đi tắm suối nước nóng. Ở suối nước nóng thì phải làm sao? Thì phải cởi chuồng. Nhưng mà họ có offer cho mình phòng private mà đúng không?
Ừ, nhưng mà private 5 người cứ chống thì còn kỳ. Chúng ta private mà chúng ta cởi chuồng thì cũng kinh đúng không? Thế bây giờ chúng ta thà chọn là cởi chuồng trước 1.000 người khác còn hơn là cởi chuồng với nhau đúng không? One hour later. Trải nghiệm sau khi đi suối nước nóng. Siêu nóng, cảm giác như tất cả các người đều chảy ra. Không vào được luôn, không vào được cái 45 độ. Không vào được cái 45 độ là không vào được cái buồng nóng hơn. Chỉ vào được cái 43 độ thôi. Nhưng mà về độ sạch sẽ và trải nghiệm thì sao? Hơi ghê vì cái bồn nó bằng đá. Không thích những cái bằng đá chung ghê ghê. Còn Linh, thấy sao? Đúng rồi đấy, xong rồi thấy tim đập rất là nhanh và thở gấp, rất là bối rối. Thế cơ có phải do mình yếu hay sao? Thế thấy người đỡ mỏi không? Có nhưng mà bị hơi nervous, hơi lo lắng một chút. Còn đối với mình ấy thì suối nước nóng lần này thì nó không được sạch sẽ như ở Nhật. Cũng hơi đông đúc và cũng hơi kiểu không khoa học lắm trong thiết kế cái đường đi một chút. Tại vì ở Nhật nó tất cả mọi thứ nó sạch sẽ và cái đường đi quy trình nó rất là rõ ràng. Mình đi mình không bị luống cuống ở trong này. Nhưng mà dù sao thì ngày cuối ở Đài Loan rồi, tắm nước nóng, sạch sẽ cơ thể một cái rồi đi về rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng mình sẽ lên đường đến sân bay. Rồi trên đường về chúng mình được đi ở trên một chiếc tàu điện rất là lạ với kiến trúc cực kỳ lạ lắm, giả gỗ màu chocolate đó. Có một điểm là khi mà bạn check out ra khỏi Đài Loan, bạn sẽ đi qua một cửa xuất cảnh tự động và chỉ cần scan vé máy bay, scan hộ chiếu và sau đó là hai ngón tay trỏ là các bạn sẽ được tự xuất cảnh và không cần phải có nhân viên đóng dấu một cách thủ công nữa, thật là tiện. Vậy là kết thúc chuyến đi rồi, còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, bye bye. Hello, vậy là chúng mình đã quay trở lại đây. Thực ra bây giờ là sau chuyến đi du lịch Đài Loan đã là 2 tuần rồi. 2 tuần rồi hả? 2 tuần rồi. Nhưng bây giờ thì mình mới dựng xong clip ở đằng sau đây này cho mọi người cùng xem. Và có lẽ là sau khi dựng xong 3 tập du lịch Đài Loan ấy thì Dido nhận ra là còn rất là nhiều thông tin thiếu sót mà chưa được cung cấp cho mọi người. Thì bây giờ Dino và Khánh Linh sẽ ngồi đây và tổng kết lại. Thì em có nhớ là chuyến đi vừa rồi thì trung bình mỗi người chúng mình tiêu tốn hết khoảng bao nhiêu tiền không? Em là người duy nhất mà không mang tiền đi và vay tiền của tất cả mọi người nên là đến lúc phải trả nợ thì nó rơi vào khoảng 18-19 triệu gì đó. Đúng rồi. Vì vậy là 18-19 triệu là chúng mình bao gồm là khoảng 5 triệu tiền vé máy bay. Hai ngày đầu ở em thì... Em là mất 6 triệu bởi vì là em mua 40 cân hành lý. Đúng rồi, em đắt hơn anh. Lần nào đi thì em phải mua rất là nhiều mà mua rất là nhiều cân bởi vì là mang phải 4-5 cái vali luôn. Và sau đó là mình hai ngày đầu tiên thì mình ở chỗ đấy nó mắc hơn khoảng 1 triệu một ngày một người. Chỗ sau thì còn có khoảng 500 nghìn một người một ngày. Nhưng mà tiền máy bay và tiền ở ấy thì tính ra có khoảng 7 triệu rưỡi thì đấy trung bình một người. Đâu? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi đúng không? À, anh nhầm. Anh dốt toán quá. Nó là khoảng 8 triệu. Đúng không? 1 triệu với cả 5 mỗi... ngày sau 3 ngày sau là 1 triệu rưỡi nữa. 2 ngày đầu là 2 triệu, 8 triệu rưỡi. Đúng rồi. Còn lại khoảng 9 triệu rưỡi là số tiền mà chúng mình đi lại để ăn uống. Mà chúng mình ăn thì ăn rất là nhiều. Đi thì cũng đi rất là nhiều. Một bữa ở Ninh Tài Phung là khoảng 600 ngàn một người. Thì đấy là cái bữa mắc nhất và bình thường thì mình ăn cũng khá là rẻ bởi vì... Nhưng mà mình ăn siêu nhiều bữa. Điều mà em thích nhất ở Đài Loan là gì? Thích nhất thì đến bây giờ vẫn nhớ chắc chắn là trái cây Đài Loan. Trái cây Đài Loan. Thứ hai là cái không khí ở Đài Loan, nghĩa là nó rất là sạch và trong. Bởi vì là như ở Việt Nam thì cái không khí của mình bị đục và bẩn hơn nên là khi mà chụp hình hay là quay phim thì nó sạm và nó tối hơn. Thì đấy anh cũng rất thích trái cây Đài Loan.
và đến nỗi mà khi mà về đến Sài Gòn rồi, Linh vẫn đòi là anh ơi em thèm Anna Đài Loan quá. Đấy, có nghĩa là trái cây Đài Loan là mọi người phải thử. Có một điều nữa. Còn gì nữa? Đài Loan rất là sạch. Nhưng sạch. Mà so với các cái nước châu Á mà em đã đi thì em nghĩ là rất là sạch, bởi vì không thấy rác ở trên đường hay là không thấy những cái bừa bãi, kể cả những hàng quán vỉa hè hoặc là những hàng ăn mà như là những quán phở của mình ở đây thì rất là sạch và không bị mùi hay không bị như ở Việt Nam đâu. Ok, đồng ý. Vậy là cái điểm gì mà em không thích nhất ở Đài Loan trong chuyến đi vừa rồi? Có điều không thích nhất chính là thời tiết, bởi vì là chắc là do mình bất chấp, mình thấy trời có báo mưa nhưng mình vẫn đi và thấy trời thời tiết âm u quá, lúc nào cũng mưa ẩm và rất là khó chịu, bởi vì ngoài tận hưởng, ngoài du lịch còn chụp hình nữa để sống ở trên Facebook, Instagram, nên là rất là tức bởi vì là không có nắng. Vậy là khuyên các bạn là trước khi đi du lịch là phải nhớ xem dự báo thời tiết và tin dự báo thời tiết. Có lẽ là vlog đã tương đối dài rồi, bây giờ còn một điều cuối cùng về bản thân anh nói trước, tất cả những nơi anh đã từng đi thì anh sẽ chấm Đài Loan là khoảng 7 điểm rưỡi trên những cái địa điểm mà anh đi du lịch. Còn của Linh thì sao? Em thì em cũng không đi nhiều lắm, em nghĩ là sẽ thấp hơn tầm 6 điểm rưỡi, bởi vì là ở đây hơi buồn. Đúng rồi, hơi buồn. Nó không nhộn nhịp như các nơi khác mà em đi. Có nghĩa là nếu mà người trẻ muốn đi một nơi nhộn nhịp vui vẻ thì có lẽ là Bangkok hay gì đó là một cái địa điểm tốt hơn, hay Tokyo đông đúc. Vậy là lần đầu tiên Dino và Khánh Linh làm chung một cái vlog du lịch và đến bây giờ chúng mình rất là hài lòng và hy vọng là mọi người enjoy cả 3 tập vlog vừa rồi của chúng mình. Nhớ phải xem hết. Còn hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi. Khánh Linh có muốn chúc Tết mọi người hay không? Năm mới thì Linh chúc mọi người một cái Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Và năm nay mọi người cố gắng đi du lịch thật nhiều để mang lại nhiều trải nghiệm đẹp cho bản thân nha. Ok, vậy là hôm nay mùng 3, vậy là chỉ cần ngày 1 nữa thôi là chúng mình sẽ đi Ba Vì và sẽ có một cái vlog mới. Và mọi người hãy đón chờ vlog tiếp theo của chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo. Tạm biệt.